Nội. Nội, nội thấy trong người sao rồi? Có cần con đưa nội đi bệnh viện không? Ừ. Không cần đâu con. Mấy đứa ra ngoài đi, nội nghỉ một chút. Dạ, có gì nội kêu con nha. Nội nghỉ nha nội. Cũng may là bị phạt hành chính, nếu đóng cửa hả chắc nội đứt bóng luôn á. Trời ơi chị. Bà đi. Đứng ngay đây mà ăn nói tầm bậy tầm bạ. Có, nội sống dai lắm, nội sống cả trăm tuổi lận, không có chết. Nhưng mà tôi tức cái cha công an ghê vậy đó, tự nhiên thả cha Sáu vào hả? Chú Sáu nói là có người khác tới mua bánh của lò chú đó mà. Em hơi đâu tin lời cha Sáu vào, cha bịa ra để cha thoát tội thôi. Làm sao có thể tráo được số bánh chứ? Chú Tiến nói là chính chú vận chuyển từ lò xuống hội chợ mà. Thì biết đâu người ta cháu ngay tại hội chợ thì sao?